năm 2024 rồi, chọn da đẹp chứ đừng chọn filter đẹp nữa. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ da liễu Bùi Hồng Gấm và đây là Yêu Da của chuyên gia Paula Choi. Chào năm mới, xu hướng làm đẹp của bạn là gì? Với bác sĩ tin rằng những tip sau đây sẽ là điều kiện tiên quyết cho một làn da đẹp. Đầu tiên, chú trọng bảo vệ da. Dù trời nắng hay trời mưa, dù công việc bận bịu thế nào, đừng quên chống nắng cho da mỗi ngày với sản phẩm chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên và đảm bảo màng lọc quang phổ rộng để bảo vệ da trước ánh nắng, khói bụi và ô nhiễm nhé. Đây đều là những tác nhân hàng đầu khiến da xuống cấp trầm trọng hơn đấy. Thứ hai, tìm hiểu kỹ thành phần mỹ phẩm. Điều quan trọng để một sản phẩm phát huy tối đa tác dụng bên cạnh công thức chính là mức độ phù hợp với da. Thay vì nghe theo những lời đồn thất thiệt, bác sĩ khuyên bạn nên tìm hiểu kỹ về thành phần sản phẩm, xác định được vấn đề mà da đang gặp phải như sạm nám, lỗ chân lông to, dầu thừa hoặc là nếp nhăn, từ đó có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp với da. Thứ ba, đừng lạm dụng tẩy tế bào chết vật lý. Bạn biết đấy, tác dụng trà sát của các sản phẩm dạng hạt sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây khô da, thậm chí là căng rát và tổn thương. Thay vào đó, hãy sử dụng các sản phẩm chứa AHA và BHA để làm sạch da toàn diện. Đây đều là những thành phần tác động nhẹ nhàng trên da và giúp cải thiện nhiều vấn đề ở trên da. Và với bác sĩ sẽ chọn cả làn da đẹp, cả filter đẹp. Tại sao lại không lựa chọn cả hai nhỉ? Nếu có thắc mắc, hãy comment ngay để bác sĩ giải đáp nhé!